Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay vườn bonsai Minh Hưng tiếp tục gửi đến các anh chị clip số 223. Trong clip ngày hôm nay thì đa số vẫn là những cây ít tiền, giá rẻ, rất là dễ chơi. Cách mua bán của bên em thì vẫn y như thường lệ là nhận ship COD và bao phí vận chuyển tất cả những cái cây mà anh chị chọn mua. Cây nào có chậu hoặc là không có chậu thì em đều nói rõ cho anh chị biết. Những anh chị nào chưa từng mua cây của bên em thì vui lòng liên hệ với số điện thoại ở cuối cùng bên tay trái màn hình của anh chị. Đó là số điện thoại của vườn bonsai Minh Hưng. Anh chị có thể kết bạn Zalo hoặc là mình gọi điện thoại trực tiếp đi chốt cây. Mã số 1 hôm nay là một cây mai chiếu thủy da đen lá lớn. Cây này bể đế nó tròn, nở to, giót cây. Hoành đế trên miệng chậu 74 cm, hoành thân ngay cái eo nhỏ nhất là 36, chiều cao 33 và tàn ngang của cây là 47 cm. So sánh giúp em cái lon bia và cái hoành gốc cây. Anh chị thấy là cái lon bia nó rất là nhỏ so với cái hoành gốc. Cốt đùi bên tay trái màn hình của anh chị đo được là 14 cm. Xoay cái cây lại cho anh chị nhìn thấy thật rõ tí xíu. Đúng rồi, chỉ vô. Cốt đùi này là 14 cm và cái cốt đùi bên tay phải màn hình của anh chị 12 cm. Đó là những cái con số mà mình đo được. Hiện tại cây này cũng đã khóa ngọn, tàn ấm. Cốt đùi thì tương đối đã cân với cây. Đế cấp 2 ra khá nhiều. Nhìn rất là lực. Rồi, lật mặt trước lên cho anh chị xem. Bây giờ em sẽ tiến hành em lật cái phía dưới của mặt trước và đem máy lại gần cho anh chị xem. Cây này giót. Cái bệ của nó to và lên tới đỉnh thì nó giót nhỏ lại. Cốt đuôi thì nó đã cân đối. Rồi, quay ra mặt sau. Tiếp tục lật mặt sau lên cho anh chị xem thật rõ luôn. Mặt sau thì em sẽ tranh thủ lật thêm một miếng nữa cho anh chị dễ nhìn. Cây này được nuôi cắt giật rất là kỹ, cốt đùi phân bổ đồng đều. Quay như thế này thì màn hình nó hơi lắc nhưng mà anh chị sẽ được nhìn thấy thật là rõ. Hiện tại thì thẹo trên cây nó còn khoảng 5% nữa là chưa lành. Như vậy thì mình tạm gọi cái này thì đã lành thẹo được 95%. Rất là khá cây. Cây mai chiếu thủy mã số 1, giá của nó là 9 triệu 900 ngàn, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Cây này bên ngoài nhìn rất là có duyên, lực cây. Tiếp tục mã số 2 hôm nay là một cây linh sam song huynh lá trung. Cây này được sửa thân từ nhỏ, hai thân. Rất là có duyên. Cốt đùi hiện tại thì đã to. Hoành đế trên miệng chậu 63 cm, hoành thân 30, chiều cao của cây 43 và tàn ngang của cây là 72 cm. So sánh giúp em cái lon bia và cái hoành gốc của cây. Do cây này nó đang được trồng trong một cái chậu ly cho nên là nó hơi cao. Em tiếp tục em quay một vòng để cho anh chị xem thật rõ cái form bên ngoài, sau đó em đem máy lại gần. Ở cái vòng quay này thì anh chị thấy rằng thân của nó được sửa từ nhỏ, rất là có duyên, hai thân hỗ trợ cho nhau. Ở cái phần cốt đùi bên tay phải màn hình của anh chị thì nó to gấp 2 lần so với ngón tay cái. Rồi, tiếp tục quay mặt sau cho anh chị xem. Ở mặt sau của cây thì nó có một phần thân nó bị lũa. Anh chị để ý ngay ngón tay em chỉ ha, một cái vòng đó đó nó bị lột da và làm lũa. Nhưng mà hiện tại thì nó đang cuốn khá mạnh, anh chị thấy là linh sam mà cái mặt cắt nó kéo vậy nè. Rất là tươi. Hy vọng là một thời gian dài nữa nó sẽ cuốn nếu mà mình thường xuyên mình làm mới thẹo. Cây này nếu như không bị cái phần lũa ở phía sau thì giá nó sẽ khá cao. Rồi, quay thêm một vòng nữa cho anh chị xem thật rõ luôn. Hiện tại thì chi cành cơ bản nó đã có đầy đủ nhưng mà tàn thì còn hơi thiếu một tí xíu. Cái này anh chị về vừa chơi vừa nuôi thêm giúp em. Rất là có duyên. Đế cấp 2 ra khá nhiều, bệ đế nở to, thân lắc và hiện tại đã cân. Cốt cành nó đã cân với thân cây. Chỉ có cái phần ở phía sau, mặt sau là có lũa thôi. Còn thẹo chính trên thân thì nó đang cuốn cũng khá mạnh.
Cây linh sam mã số 2, giá của nó là 3.900.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây cho anh chị, bởi vì hiện tại nó đang nằm trong một cái chậu ly. Chậu này mà gửi thì tiền phí nó sẽ rất là cao. Chậu ly này nó cao khoảng cỡ 65 cm đó anh chị. Tính tổng chiều cao thì như vậy thì phí vận chuyển rất là cao, cho nên là em sẽ bó bầu cây này. Anh chị nào có chốt thì vui lòng mà về tìm cho nó một cái chậu khác, có thể là vừa ý anh chị hơn. Rồi xuống cây mã số 3 hôm nay tiếp tục là một cây mai chiếu thủy lá trung, trung nu. Cây này ấm tàn, hiện tại thì vẫn còn đeo dây nhôm, nhưng mà sau lần bấm bỏ dây nhôm này thì cây này nó sẽ trở thành cây thành phẩm anh chị. Xương dâm nó cũng đã có một ít tương đối khá khá rồi. Hoành đế trên miệng chậu 36 cm, hoành thân 19, chiều cao 16, tàn ngang là 26 cm. So sánh giúp em cái lon bia và cái hoành gốc của cây. Cây này thì nó quá lùn, cho nên là bây giờ em sẽ lật cái cây lên cho anh chị xem ở phía dưới của mặt trước. Cây này thuần chậu khá lâu rồi. Cái cốt đùi bên tay phải, tay trái màn hình của anh chị thì nó to cỡ 1.5 so với ngón tay cái. Trung nu mà nuôi như thế này thì rất là kỹ. Nghiêng cây lên nữa cho anh chị xem phía dưới luôn. Chi cành phân bổ đồng đều và giót lên tới đỉnh. Bên ngoài cây này nhìn rất là lắc, đẹp. Cây được nuôi cắt giật khá kỹ. Đó là mặt trước. Ở phía dưới của mặt trước, và bây giờ em sẽ quay ra phía sau. Tiếp tục lật lên cho anh chị xem phía dưới của mặt sau. Úp cái cây lên tí xíu nữa luôn cho anh chị thấy thật rõ chi cành. Bắt đầu từ bên trái màn hình và em sẽ quay thật kỹ cho anh chị xem. Chi cành đóng rất là chuẩn, đẹp cây. Được nuôi cắt giật khá kỹ. Rất là sạch cây. Tất cả những cái chi tiết này nó đều được phơi bày trên màn hình cho anh chị dễ nhìn thấy hết. Em nghiêng mà tôi muốn úp cái cây luôn. Rồi, hạ cây xuống. Tàn ấm, dày, xương dâm khá nhiều. Cây này được nuôi rất là kỹ. Cây trung nu mã số 3, giá của nó là 9.000.000 bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Cây này thì đã thuần trong chậu này khá lâu. Hiện tại thì anh chị thấy rằng là rễ non nó đang bò ra trắng trên mặt chậu luôn. Tất cả các mặt đều có rễ non hết, chứng tỏ là cây này đã thuần chậu khá lâu. Rồi em xin phép xuống cây. Ồ, thẹo trên thân thì nó còn cỡ bằng đầu của cây viết, nên là nó lành 100% anh chị. Cái chi tiết này em quên nói, bây giờ em nói ngay ngón tay em chỉ luôn là cái thẹo chính trên thân. Còn cả đầu cây bút bi, lấy cái bút bi để vô cho anh chị hình dung là nó lành 100%. Như vậy là cây này là em được mua, đã được em mô tả rất là rõ ràng, đầy đủ. Thẹo còn ít, xương dâm có, dây nhôm thì chỉ cần lần này nữa là tháo bỏ là cây này nó là cây thành phẩm luôn. 9.000.000 cho cây mã số 3 có chậu. Tiếp tục, mã số 4 hôm nay cũng là một cây mai chiếu thủy lá trung, trung nu. Một cây lùng lực rất là có tương lai. Đế 24 giờ, bệ đế thì nở to. Hoành đế trên miệng chậu 42 cm, hoành thân 20, chiều cao tạm tính là 14 và tàn ngang tạm tính là 28 cm. So sánh giúp em cái lon bia và cái hoành gốc cũng như là chiều cao của cây. Cốt đùi hiện tại bên tay phải và tay trái màn hình của anh chị thì nó đều to cỡ bằng 1.5 so với ngón tay cái. Lật cái cây mặt trước cho anh chị xem, do cây này nó quá lùn. Đây, ở em nghiêng cây như thế này thì anh chị sẽ thấy được toàn bộ cái độ lắc và cái cốt nó to như thế nào. Đây là những cái cốt đùi được nuôi từ cái mầm lên. Cây này được nuôi khá kỹ. Hiện tại thì anh chị thấy rằng là thẹo đế nó đã lành tương đối khá nhiều. Có những cọng đế nó đã lành 100%. Rồi hạ cây xuống. Mặt cắt chính trên thân nó đã lành. Anh chị để ý ngay ngón tay em chỉ, nó đã lành 100%. Rồi quay ra mặt sau, lật lên cho anh chị xem luôn. Chi cành thì được đóng rất là chính xác, chuẩn cây. Cốt đùi to. Cây này thì vẫn còn đang thả để nuôi cái đỉnh. Chi cành cơ bản thì nó đã xong.
chỉ còn thiếu cái đỉnh nữa là hoàn thành cái cây. Rồi tiếp tục quay một vòng cho anh chị xem thật rõ luôn. Đế 24 giờ bệ đế nở to, thân giót lùng lắc và cốt đuôi thì lại to, rất là lực cây. Cây Trung Nu mã số 4, giá của nó là 7.500.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Cây này thì em mới vừa sang chậu này được một thời gian khoảng 10 ngày. Kế hoạch là sẽ nuôi trên chậu này cho đến lúc thành phẩm luôn anh chị. Bởi vì phần bên dưới nó đã xong rồi, bên trên thì cũng không còn nhiều lắm, cho nên là không cần thiết là phân nó chủ yếu là mình thời gian thôi, nó sẽ mau hoàn thành. Rất là lực cây. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục mã số 5 hôm nay là một cây sam trái của miền Tây trồng. Cây này được sửa thân từ nhỏ, hiện tại thì nu khá nhiều trên thân. Hoành đế trên miệng chậu 34, hoành thân 14, chiều cao 19, tàn ngang là 39 cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt và cái hoành gốc của cây, anh chị thấy là cái hộp quẹt nó rất là nhỏ so với cái hoành gốc. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to cỡ bằng thân cây viết. Đây là những cây sam trái được nuôi cốt đùi cũng khá lâu tại vườn. Cây sam trái mã số 5, giá của nó là 700.000, bao phí vận chuyển. Tiếp tục mã số 6 hôm nay cũng là một cây sam trái của miền Tây trồng. Cây này là loại sam trái được trồng trong ống nhựa 60, cho nên là đế của nó là nó nổi hẳn lên trên mặt chậu. Cây này phù hợp với những anh chị nào thích chơi tiểu cảnh hoặc là trồng cây trong chậu tượng thì phù hợp hơn. Hoành đế trên miệng chậu 16 cm, hoành thân 12, chiều cao 18, tàn ngang là 30 cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt và cái hoành gốc của cây, là những cây sam trái được sửa thân từ nhỏ lúc trồng. Những cái đoạn thân của nó lắc rất là đẹp. Cốt độ hiện tại của cây này thì nó to bằng cả đầu cây viết anh chị. Cây này thì cũng mới nuôi được khoảng 1 năm rưỡi, cốt đùa nó cỡ 1 năm rưỡi. Cây sam trái mã số 6, giá của nó cũng là 700.000, bao phí vận chuyển. Tiếp tục mã số 7 hôm nay là một cây linh sam siêu hoa. Cây này là cây được sửa thân từ nhỏ, cốt đùa hiện tại thì cũng đã gần cân với cây rồi chị, cũng khá to. Hoành đế trên miệng chậu 32, hoành thân 15, chiều cao 30 và tàn ngang của cây là 38 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành gốc của cây. Cốt đùi hiện tại bên tay trái màn hình của anh chị thì nó to bằng cỡ ngón tay cái, đều cây. Cây này cũng được nuôi cốt đùi khá lâu, thân lắc điệu, đế tự nhiên. Cây linh sam siêu hoa mã số 7, giá của nó là 900.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Mã số 8 hôm nay tiếp tục là một cây linh sam siêu hoa. Cây này là cây được sửa thân từ nhỏ, tàn hiện tại đã ấm, thân lắc. Hoành đế trên miệng chậu 34, hoành thân 14, chiều cao 32 và tàn ngang của cây là 42 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành gốc của cây. Cây này thân lắc rất là dễ thương. Tiếp tục quay một vòng cho anh chị xem thật rõ luôn. Đế tự nhiên, tàn ấm, cốt đùi hiện tại thì nó to bằng cỡ ngón tay út, có nơi thì nó to hơn. Rồi quay một vòng cho anh chị xem cái phần thân của nó. Nó có những cái đoạn nó lắc mà nó gấp khúc nằm dài lại trên mặt chậu luôn, rất là có duyên. Cây linh sam siêu hoa mã số 8, giá của nó là 700.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 9 hôm nay tiếp tục là một cây linh sam siêu hoa. Cây này được sửa thân từ nhỏ, thân lắc. Và có một phần thân trên đỉnh thì được làm lũa, được phá ra để làm lũa cho nó có duyên anh chị. Hoành đế trên miệng chậu 29, hoành thân 12, chiều cao 20, tàn ngang là 38 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành gốc của cây. Cây này hoành 12 thì nó nhỏ hơn lông bia. Cốt đùi hiện tại thì nó to bằng cỡ ngón tay út trở lên, rất là dễ nhận thấy. Và cái phần trên đỉnh nó có một cái chỗ bị phá. Lúc mình làm cây thì mình phá cái phần thân sống nó ra để mà mình tạo cho nó cái lũa. Kế hoạch là ghép lũa cho cây này nhưng mà em vẫn chưa làm được. Nếu mà ghép thì sẽ ghép với cái lũa rinh của cây linh sam Ninh Thuận anh chị. Đế tự nhiên,
nhìn cũng rất là có duyên. Cây linh sam mã số 9, giá của nó là 800 ngàn, bao phí vận chuyển. Cây này em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 10 hôm nay tiếp tục là một cây linh sam siêu hoa, cũng là cây được sửa thân từ nhỏ, đế tự nhiên. Hoành đế trên miệng chậu 39, hoành thân 16, chiều cao 32 và tàn ngang của cây là 34 cm. So sánh với em cái lon bia và cái hoành gốc của cây. Cây này thì hoành nó to cũng gần bằng lon bia anh chị. Nhìn cũng rất là sạch cây. Cốt đuôi hiện tại thì to bằng cỡ ngón tay út trở lên. Tàn tương đối đã ấm. Thân lắc xoắn. Cây linh sam mã số 10, giá của nó là 800 ngàn, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây cho anh chị. Mã số 11 hôm nay tiếp tục là một cây linh sam siêu hoa. Cây này là một cây được xử lý đế lúc trồng, xử lý đế một lần. Và hiện tại thì đế của nó đều cũng rất là tự nhiên, củ đế thì nở to. Hoành đế trên miệng chậu 32 cm, hoành thân 15, chiều cao 38 và tàn ngang của cây cũng là 38 cm luôn. So sánh giúp em cái lon bia và cái hoành gốc của cây. Anh chị thấy là hoành gốc của nó thì nhỏ hơn lon bia một tí xíu. Cốt độ hiện tại của cây này thì nó to bằng cỡ thân cây viết và tương đối là đều đều cây. Những cái này thì mới nuôi khoảng hơn năm anh chị. Cây này bị đế của nó nở to nhìn rất là lực. Tông cao. Cây linh sam mã số 11, giá của nó là 600 ngàn, bao phí vận chuyển. Cây này thì em cũng sẽ bó bầu để gửi cây cho anh chị. Vì hiện tại nó đang nằm trong một cái chậu lục giác. Chậu này chậu bằng nhựa, cũng dễ bị bể lắm anh chị, không xài được. Mã số 12 hôm nay tiếp tục là một cây mai chiếu thủy lá trung, trung nu. Cây này nuôi cũng khá lâu. Hoành đế trên miệng chậu 32 cm, hoành thân 21, chiều cao 18, tàn ngang là 26 cm. So sánh giúp em cái lon bia và cái hoành gốc của cây. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to bằng cỡ ngón tay cái và cỡ đó nó đều đều nhau. Tàn hiện tại thì đã ấm, đế cấp 2 khá nhiều. Những cái mặt cắt đế mà mặt cắt chính của đế nó đã lành tương đối khá nhiều. Có nơi nó đã lành hẳn luôn rồi anh chị. Thẹo trên thân thì nó còn hai cái thẹo. Chỉ cho anh chị thấy bằng to bằng cỡ ngón tay cái này là nó lành. Đó là em nói đã có trừ hao trước rồi anh chị. Có trừ hao bớt. Đây, hai cái mặt cắt chính nó vẫn còn thẹo. Cây trung nu mã số 12, giá của nó là 900 ngàn, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 13 hôm nay tiếp tục là một cây mai chiếu thủy lá trung, trung nu. Cây này là cây phôi, được nuôi, lô này em nuôi chắc khoảng 3 năm. Hiện tại thì đã cắt được mấy cái nhịp rồi. Hoành đế trên miệng chậu 32, hoành thân 18, chiều cao tạm tính là 14 cm. Và tàn ngang thì cây này em chưa đo bởi vì mới cắt một cái nhịp đầu tiên thôi anh chị. Ở cái cúc đùi bên tay phải màn hình của anh chị thì nó to bằng cỡ ngón tay cái. Đây là những cây phôi mà lên theo yêu cầu của một số anh chị thích những cây mà có chi cành cơ bản nó đã có sẵn, đã định hình trước. Và như vậy thì anh chị sẽ không phải mất nhiều thời gian hay là lo sợ cái form cây mình không đẹp. Cây này đế 24 giờ và đều rất là tự nhiên. Thẹo cái mặt cắt trên rễ nó đã lành tương đối khá nhiều, có những nơi nó đã lành hẳn luôn rồi anh chị. Cây này lúc ban đầu làm cây là được cắt đế tới tới luôn á, cắt tới đặng mình dự tính là sau này sẽ ép vô chậu nhỏ anh chị. Cho nên là bên em làm là tới đế luôn. Hạ cái bầu nó nhỏ. Mặt cắt chính trên thân thì hiện tại nó còn to bằng cỡ ngón tay cái nữa là nó lành 100%. Tiếp tục quay cho anh chị xem thật rõ. Một cây trực lắc rất là có tương lai. Cây trung nu mã số 13, giá của nó là 1 triệu 600 ngàn, bao phí vận chuyển. Cây này em sẽ bó bầu để gửi cây. Tiếp tục mã số 14 hôm nay cũng là một cây mai chiếu thủy lá trung, trung nu. Cây nuôi cốt đùi. Hoành đế trên miệng chậu 37, hoành thân 18, chiều cao 15, tạm tính là 15 và tàn ngang tạm tính là 20 cm. So sánh giúp em cái lon bia và cái hoành gốc của cây. Anh chị thấy là hoành hoành thân của cây này thì nó to hơn lon bia một tí xíu.
Cốc độ hiện tại bên tay trái màn hình của anh chị thì nó to ngang với cỡ ngón tay cái. Chi cành thì chưa được đồng đều. Đế tự nhiên, nhìn thì bệ đế nó cũng có nở lật cây. Cũng là những cây nuôi cắt giật. Thẹo chính trên thân thì nó còn bằng cỡ nhỏ hơn ngón tay cái một tí xíu nữa là nó lành. Nhưng mà em vẫn để so sánh là bằng ngón tay cái cho anh chị dễ hình dung. Vẫn còn đang thả nuôi tiếp. Cây trung nu mã số 14, giá của nó là 1.200.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Anh chị thấy là cây này thì hoành thân nó to hơn cái cây mã số 13. Cốt đùi thì nó cũng to hơn một tí xíu, nhưng mà giá thì nó là rẻ hơn 400.000. Đó là lý do mà tại sao cây không phải là nhiều tiền, cây to mà là nhiều tiền anh chị. Nhiều khi là cây nhỏ hơn nhưng mà tiền nó vẫn cao hơn. Lý do ở cái độ đẹp và xấu thôi. Rồi xuống cây. Tiếp tục mã số 15 hôm nay cũng là một cây mai chiếu thủy lá trung nu. Cây này khá lùn, cốt đùi thì to. Hoành đế trên miệng chậu 32, hoành thân 20, chiều cao tạm tính là 12 cm và tàn ngang tạm tính là 23 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành gốc cũng như là chiều cao của cây. Cốt đùi hiện tại bên tay phải màn hình của anh chị nó to gấp 2 lần so với ngón tay cái. Đây là những cái cốt đùi được nuôi từ cái mầm mà lên. Chi cành thì đóng khá chính xác, đều. Đế tự nhiên, bệ đế thì nở to. Ở cái mặt cắt chính trên thân hiện tại thì nó còn một tí xíu, một cái đường nhỏ nó thôi là nó lành. Thì mình có thể tạm gọi là cây này nó đã lành thẹo được khoảng 95% được anh chị. Nên mình đã trừ hao trước rồi. Tổng chiều cao là 12 cm, cốt đùi to gấp đôi ngón tay cái, quá lùng. Cây này thì vẫn còn phải nuôi. Cây trung nu mã số 15, giá của nó là 1.600.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Tiếp tục mã số 16 hôm nay là một cây linh sam sông Hinh lá trung. Cây này thông cao. Hoành đế trên miệng chậu 52 cm, hoành thân 22, chiều cao 39 và tà ngang của cây là 49 cm. So sánh cho em cái lông bia và cái hoành gốc của cây. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to chắc gấp 2 lần so với ngón tay cái anh chị. Rất là dễ nhìn thấy. Cây này thì nó còn thiếu một số chi tiết nhỏ nhỏ chứ không đáng kể lắm. Đế tự nhiên. Rất là đều. Nhìn cũng lực cây. Cây linh sam sông Hinh lá trung mã số 16, giá của nó là 700.000 bao phí vận chuyển. Cây này em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 17 hôm nay tiếp tục là một cây linh sam sông Hinh lá trung, một cây trực lắc lùn, đế cấp 2 cũng đã khá nhiều, to. Hoành đế trên miệng chậu 42, hoành thân 20, chiều cao tạm tính là 14 và tàn ngang là 28 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành gốc của cây. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to bằng cỡ 1.5 so với ngón tay cái cả hai bên. Chi cành thì được phân bổ đồng đều. Đế nhìn cũng khá là tự nhiên. Cây linh sam mã số 17, giá của nó là 800.000 bao phí vận chuyển. Cây này em sẽ bó bầu để gửi cây. Những cái phôi linh sam như thế này thì nằm vườn em ít nhất cũng phải tầm 4 năm rồi anh chị. Những cốt đùi được nuôi cắt giật cũng khá lâu. Mã số 18 hôm nay tiếp tục là một cây mai chiếu thủy lá kim kim giòn. Cây này thì đế tự nhiên, cốt đùi to, hoành đế trên miệng chậu 26, hoành thân 13, chiều cao 14, tàn ngang là 18 cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt và cái hoành thân của cây. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to cỡ ngón tay cái, lùng lực. Kim giòn nuôi cốt đùi như thế này thì cũng khá lâu rồi anh chị. Lật mặt trước, sau đó lật mặt sau cho anh chị xem thật rõ luôn. Đế tự nhiên. Cây kim giòn mã số 18, giá của nó là 700.000 bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Những cây mà em vô chậu đất nung nhỏ nhỏ như thế này thì em đều gửi hết cho anh chị. Mã số 19 hôm nay tiếp tục là một cây mai chiếu thủy lá trung nu dòng siêu mini.
Hoành đế trên miệng chậu 15 cm, hoành thân 7, chiều cao 6 cm và tạng ngang của cây là 14 cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt và cái cây, anh chị thấy là cây này nó lùn hơn cả cái hộp quẹt. Cốc độ hiện tại của cây này thì nó to bằng cỡ thân cây viết, tuy rằng là siêu mini nhưng mà vẫn được nuôi cốc đùa khá kỹ. Thẹo chính trên thân thì nó đã lành, nhưng mà em vẫn báo với anh chị là chỉ lành được 95%, đó là trừ hao. Quá lùn. Cây trung nu mã số 19, giá của nó là 800 ngàn bao phí vận chuyển, cây này em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 20 hôm nay tiếp tục là một cây mai chiếu thủy nu gò công. Cây này thì bệ đế nở to tông cao. Đây là cây phô của vườn em hiện tại đang khai thác cái lô phô này anh chị. Hoành đế trên miệng chậu 69 cm, hoành thân 32, chiều cao 43 cm. Cây này thì do nó chưa có chi cành cho nên là em không có đo cái tàn ngang. Cái lô phô này hiện tại thì vườn em đang khai thác số lượng cũng khá nhiều. Hôm nay lên giao lưu để giới thiệu với anh chị. Nếu anh chị nào mà thật sự yêu thích cái dòng gò công lá lớn này thì cứ liên hệ. Chắc chắn nếu anh chị nào mà mua số lượng nhiều thì giá nó sẽ tốt hơn. Cây này là đã được em cắt, sạc, gọt, mặt cắt và dán luôn giấy bạc. Kế hoạch là để nuôi thành cây, cho nên là anh chị không phải lo lắng nha. Sạch sẽ, gọn gàng, từ đế cho tới thân, mặt cắt đều được làm rất là gọn gàng. Phôi gò công mã số 20, giá của nó là 1.200.000 bao phí vận chuyển. Những cây như thế này thì em sẽ trồng trong cái chậu nhựa màu đen, sau đó em quấn băng keo và đóng thùng gửi cho anh chị. Cây này thì nó khỏe, anh chị không phải lo, dòng gò công thì rất là khỏe. Tiếp tục mã số 21 hôm nay cũng là một phôi mai chiếu thủy nu gò công. Cây này hoành to, đế tự nhiên. Hoành đế trên miệng chậu 67 cm, hoành thân ngay cái eo nhỏ nhất là 37 và chiều cao tạm tính là 24 cm. So sánh giúp em cái lon bia và cái hoành gốc của cây, anh chị thấy là lon bia nó khá nhỏ so với cái hoành gốc. Cây này thì em có lột một miếng giấy bạc ở phía dưới đế cho anh chị nhìn thấy. Anh chị thấy là nó đang cuốn xanh cái mặt đó luôn, chứng tỏ là cây rất là khỏe anh chị. Còn những cái mặt cắt phía trên thì hiện tại em đã dán giấy bạc rồi, cho nên là anh chị hoàn toàn yên tâm, đây là cây của nhà vườn làm. Sạch cây, mặt cắt đã được xử lý, sạc ra dán luôn. Cây này thì nuôi thêm một thời gian nữa, anh chị mồi cho nó, cái bể đế nó được đầy đủ hơn, đều hơn, thì sẽ có một cây to, lùn và đẹp. Cây gò công mã số 21, giá của nó cũng là 1.200.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ vô cái chậu nhựa đen. Chậu này là chậu 11 và em gửi cho anh chị. Mã số 22 hôm nay cũng tiếp tục là một cây mai chiếu thủy nu gò công. Hôm nay thì ba cái cỡ cây trong vườn em là em đều cho lên hết. Như cái này là hoành nhỏ nhất. Hoành đế trên miệng chậu 51, hoành thân 20, chiều cao tạm tính là 22. Cây này thì cũng giống như hai cây trước là có xử lý đế lúc ban đầu, sau đó thì mình thả lan. Thì tùy theo cái sự phát triển của từng cây mà nó có cái bể đế nó đều hay là nó hơi bị thiếu một tí xíu, nhưng mà nhìn thì rất là tự nhiên. Như vậy thì hôm nay em lên 3 cây. Cái hoành của nó nhỏ nhất là từ 20 và to nhất là khoảng cỡ 40 anh chị. 3 cỡ hoành 20, 30 và 40, nói vậy cho nó dễ hiểu. Anh chị nào mà yêu thích cái dòng này mà muốn mua số lượng nhiều thì chắc chắn là liên hệ với em thì chắc chắn là giá nó sẽ tốt hơn. Cây này là một cây trượt lắc rất là có tương lai, bể đế nở và đều khá tự nhiên. Mặt cắt cũng như là thẹo đã được xử lý xong, dán giấy bạc. Cây gò công mã số 22, giá của nó là 1 triệu bao phí vận chuyển. Tiếp tục mã số 23 hôm nay là một cặp trăng vàng lá nhỏ. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành thân là 13 cm, chiều cao 24 và tạng ngang là 29 cm. Và ở cây bên tay phải màn hình, hoành đế 35, hoành thân 14, chiều cao 26, tạng ngang là 24 cm. So sánh giúp em cái lon bia để giữa hai cây. Anh chị thấy là đây là những cây trăng vàng và hoành nó cũng tương đối là khá to. Mini như thế này thì cũng đạt rồi.
giá nó phù hợp. Rồi dừng lại. Hiện tại thì cây bên tay trái màn hình thì cái bể đế của nó nở to, nhìn rất là lực cây. Và cây bên tay phải thì đế nó hơi yếu, đế yếu cho nên là em cũng không có đo cái hoành đế nữa anh chị. Cốt đùi hiện tại của hai cây này thì nó to bằng cỡ thân cây viết trở lên. Đây là những cây trang vàng được nuôi cốt đùi cũng khá lâu. Cặp trang vàng lá nhỏ mã số 23, giá của nó là 700.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây cặp này. Em nghĩ với cái giá 700.000 thì chỉ cần một cây bên tay phải màn hình của anh chị là đã đủ. Nhưng mà hiện tại thì hai cây nó cũng chỉ có cái giá là 700, rất là dễ chơi. Tiếp tục mã số 24 hôm nay là một cặp Linh Sam 86. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành đế trên miệng chậu 26, hoành thân 11, chiều cao 25 và tàn ngang là 22 cm. Và ở cây bên tay phải màn hình, hoành đế 28, hoành thân 11, chiều cao 18, tàn ngang là 22 cm. So sánh giúp em cái lông bia để giữa hai cây. Cốt đùi hiện tại của hai cây này thì nó to bằng cỡ ngón tay có cây. Hiện tại bây giờ cây bên tay trái màn hình thì nó to bằng cỡ ngón tay cái. Và bên cây bên tay phải thì nó bằng cỡ ngón tay út của anh chị. Không đồng đều lắm. Cây bên tay trái màn hình hiện tại bây giờ thì nó có một cái phần ở giữa thân. Nửa cây nó bị tét lúc mà bứng cây phôi anh chị. Nó bị tét và hiện tại thì nó đang cuốn xung quanh. Cái phần da cây còn xanh nó đang cuốn khá mạnh. Cặp Linh Sam 86 mã số 24, giá của nó là 800.000 bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Tiếp tục mã số 25 hôm nay là một cặp Mai Chiếu Thủy lá kim kim giòn. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành đế 15, hoành thân 6, chiều cao 10, tàn ngang là 12. Và cây bên tay phải, hoành đế 18, hoành thân 8, chiều cao 12, tàn ngang là 16 cm. So sánh cái hộp quẹt giúp em. Cốt đùi hiện tại của hai cây này thì nó to bằng cỡ đầu cây viết trở lên. Đây là những cây kim giòn được nuôi cốt đùi cũng khá kỹ, đế tự nhiên. Cặp kim giòn mã số 25, giá của nó là 600.000 bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Mã số 26 hôm nay tiếp tục là một cặp Mai Chiếu Thủy lá kim kim giòn. Cặp này được hình thành từ những cái cọng rễ tuyển chọn. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành đế 10, hoành thân 3, chiều cao 10, tàn ngang là 9 cm. Và ở cây bên tay phải, hoành thân 3, chiều cao 19, tàn ngang là 11 cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt để giữa hai cây. Cốt đùi hiện tại của hai cây này thì nó to bằng cỡ thân cây viết, là nó đều đều nhau anh chị. Rồi quay ra mặt sau lật lên cho anh chị xem thật rõ luôn. Cặp kim giòn mã số 26, giá của nó là 500.000 bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Mã số 27 hôm nay tiếp tục là một cặp gồm có hai cây. Một cây là Mai Chiếu Thủy lá kim kim giòn và một cây là Nguyệt Quế lá xoắn, lá rí, Nguyệt Quế lá rí hoa châm. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị là một cây kim giòn, hoành đế 13 cm, hoành thân 9, chiều cao 14 và tàn ngang là 13 cm. Và ở cây bên tay phải là một cây Nguyệt Quế lá rí hoa chùm, hoành thân 5, chiều cao 22 và tàn ngang là 24 cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt để giữa hai cây. Cây Nguyệt Quế này là cây giống em đem về vườn trồng nhưng mà trồng không hết, còn một cây cho nên là cái đứa em nó lấy nó sửa làm cây mini cho vui. Đây là dòng Nguyệt Quế lá rí hoa chùm có hoa anh chị. Anh chị nhìn thật kỹ giúp em ngay ngón tay. Đây là cái hoa của nó. Rồi lấy ngón tay ra. Hoa nó đang chưa nở, nó vẫn đang búp. Một số hoa nó đã nở rồi thì nó tàn, nó rụng. Nguyệt Quế lá rí hoa chùm cây rinh. Mini nhỏ nhỏ cũng khá là dễ thương. Cặp Nguyệt Quế lá rí và kim giòn mã số 27, giá của nó là 800.000 bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Đây cũng là cặp cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt tất cả các anh chị. Mình hẹn gặp lại trong clip sau.